phép các chú các anh á. Dạ. Thì ban đầu thì xin yêu cầu các chú các bác cộng đồng mạng xin giúp đỡ cho em. Dạ. Con trong gia đình hoàn cảnh khó khăn, rồi thứ hai là các chú mạnh thường quân, các anh chị em mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình của tôi là họ tên Thạch Phong, Tân Mỹ, Trà Ôn, Vĩnh Long, hãy giúp đỡ cho con tôi thoát nạn ở bên Cam, đem về nhà sống cùng gia đình hạnh phúc. Giờ tôi xin nói như vậy. Anh trai có thể giới thiệu là anh trai tên là gì? Thạch Phong. Anh Phong là quê quán ở Trà Vinh hả? Trà Ôn, Vĩnh Long. À, Vĩnh Long ha. Vĩnh Long. Vậy là hôm nay anh về đây cùng với ai đây? Gia đình với chị Xui. Đây là vợ anh. Vợ. Còn đây là cháu ngoại hay cháu nội đây anh? Này con Út. Này con Út. Con của anh luôn hả? Dạ. Vợ chồng anh có con hơi trẻ ha. Dạ. Còn chị bên cạnh là chị Xui hả? Xui. Xui ra. Mẹ gái. Dạ, là mẹ của bé trong hình đúng không ạ? Mẹ gái. Hôm nay là anh trai về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải giúp đỡ là tìm hai con. Hai con dạ. Một người là con dâu. Dạ. Một người là con ruột, đúng không ạ? Dạ. Anh có thể chia sẻ cái sự việc là con của mình đi đâu và như thế nào? Rồi ban đầu thì đêm thì con dâu thì lúc 12 giờ đêm á thì xách ba cái đồ đó đi qua bên lỗ. Đặng đi lên làm á thì thằng con trai nó không biết đi đâu, nó chạy theo. Chạy theo rồi thấy vợ nó lên xe nó kéo vợ xuống. Vợ không chịu xuống, vợ nói mày đi về đi. Vợ nói vậy đó, xin bằng mày tao á. Rồi chồng nó khóc sùm luôn. Nó không biết nói gì, vợ nói gì, vợ về nhà sao, vợ về ban đêm vậy. Vợ nói tao đi về, tao đi làm cam. Nói vậy là nhảy lên xe luôn. Sang cam? Dạ, thằng chồng nó đâu biết đi làm đâu. Nó, ban đầu á thì cuối cùng nó nói đi làm cam. Rồi thằng này nó đứng chặn xe không cho xe chạy đó. Xe là xe ô tô hay là xe bốn bánh vậy? Xe bốn chỗ ấy. Xe ô tô đúng rồi. Dạ, xe ô tô bốn chỗ. Rồi rốt cuộc sao mấy người hàng xóm người ta thấy vậy một hồi thì nó mất tích luôn, không nghe tiếng nào. Nghĩ thằng này nó vợ chồng nó cãi la nó cãi nha lộn gì đó. Ôi trời đất ơi. Không có ai chạy ra phủ tiếp nó để vậy, rồi một lát sau thì nó nín thinh luôn, xe chạy bỏ luôn. Thời điểm đó là ban đêm hả anh? Ban đêm lúc 12 giờ mấy một giờ đó. Là tại quê nhà mình luôn. Không có, khỏi nhà cỡ chừng 200-300 mét. Là tại Vĩnh Long đúng không ạ? Dạ. Trời ơi, là ban đầu là con dâu. Con dâu. Xách đồ. Xách đồ. Đi làm. Đi làm. Nói là đi làm, là làm ở Cam hả? Đầu tiên là nói đi nhà mẹ. Sau cùng thì chồng nó hỏi hoài mới nói là đi làm Cam. Mấy thằng này nó khóc sụm, nó không cho đi, nó đứng chặn xe, không cho xe chạy. Chặn đầu xe luôn. Chặn đầu xe cho xe chạy cán, nó không cho đi, nó lao không sợ mà không có ai chạy cả hết trơn. Lúc đó là nhà anh chị ở đâu? Cũng xa nhà có chừng 500 mét. Nó không hay nữa, mình ở nửa đêm không hay. Rồi hàng xóm thấy dễ tưởng đâu, vợ chồng nó xích mít cãi lộn như đó. Rồi không có chạy ra. Vậy là xe ô tô 4 chỗ đó gia đình nhà mình có biết được biển số xe bao nhiêu không? Không biết nữa, nửa đêm không biết. Vậy là vợ lên xe. Dạ. Sau đó là chồng lên xe luôn hả? Chưa lên. Đầu tiên chưa lên, nó đẩy chồng đẩy ra không cho đi á. Tính là đi một mình thôi. Mà rốt cuộc sao lại đi luôn á, không biết. Vậy là sau đó là như thế nào mình không biết. Sau đó là mất luôn. Tưởng đâu nó đi làm Bình Dương nè. Hồi ban đầu thì nó làm hồ sơ đầy đủ rồi. Nó nói với mẹ, nói vài bữa con lên làm Bình Dương. Rồi sau cũng nó đâu có làm. Trước đó là hai vợ chồng của con nhà mình á, có vấn đề gì không? Trước thì không, hai đứa không có. Hai vợ chồng là ở riêng với gia đình nhà ở mình trong hả? Gia đình luôn. Ở chung nhà không? Dạ. Ở chung nhau trong gia đình. Anh chị có thấy rằng là con trai mình với con dâu là có cái chuyện gì xảy ra không? Không có. Cự cãi, có mâu thuẫn không? Không thấy gì cãi lộn, cãi gì, nói gì nặng nề vậy, không có nặng lời. Không có cái chuyện gì sao tự dưng mà lại vợ lại xách ba lô đi làm, mà đặc biệt làm bên Cam mà lại chồng ra cản. Tức là nhà mình ở chung tất cả thành viên luôn. Nhà luôn, không có mở riêng. Có bao giờ anh chị nghe thấy hai vợ chồng cự lộn gì không? Lâu lâu cũng có mà ít, nó vài tiếng chút đỉnh à, không mà nhiều. Con trai anh là làm công việc gì? Nó bệnh, nó không có làm gì, nó bệnh. Còn con dâu? Con dâu thì cũng không có làm ở nhà. Ôi trời, rồi lấy cái gì sống?
không cha đi làm cha bệnh nè, đi đặt này kia tép qua này về nuôi con, không nữa đâu có bắt con làm được khổ đâu. Ủa vậy là rồi sau này mới nói con đi làm với cha làm kiểu này chết rồi, cha bệnh tật này không đâu có làm gì, thần kinh tỏ rồi đau cuộc sống nữa, mà thuốc men thì uống hàng ngày, còn ráng mà làm nuôi con thì mà con không thấy thương cha mẹ mà phụ giúp cha mẹ ăn không ở không vậy là chết rồi. Con bệnh thì cha không nói mà làm chuyện gì làm được thì con cứ làm đi, hàng xóm người ta mà muốn thì mình làm đi, làm thêm phụ gia đình đi. Cha thấy ông tuổi này cha làm đau ốm này kia mà cũng đáng làm nuôi con. Vậy đứa con vậy là hai vợ chồng của con nhà mình là không có làm gì hết trơn, không có làm. Đã có cháu chưa? Có cháu rồi, một đứa năm mấy rồi, là đều ông bà ngoại nuôi hết, à, ông bà nội nuôi hết. Rồi lúc đầu này ông nội nuôi, rồi sau này tính đi làm đó thì đem qua ông ngoại. Trời đất ơi, đem qua ông ngoại khoảng cách một tháng nay là đi làm, là đi qua ca mất luôn đó. Con trai nhà mình năm nay nhiêu tuổi rồi anh trai? 24 tuổi rồi. Còn con dâu? 18. Mình nhà mình đã tổ chức đám cưới cho hai con lâu chưa? Có, một năm mấy rồi, năm mấy mới được cháu ngoại đó. Vậy là cưới lúc chưa đủ tuổi hả? Dạ chưa đủ tuổi. Trước kia là làm mai hay là tự quen đây? Nó quen đi làm bên đây hơn vài tháng, quen bên Đồng Nai. Quen rồi về nhà cưới. Cưới đây từ lúc cưới tới giờ là không có làm gì hết trơn. Dạ, chưa có làm được. Ăn với ở không ở nhà? Trời đất ơi, là lý do là bệnh không làm được hay là làm biếng? Bên sợ mình cũng nhiều dắt làm này này kia, không chịu làm, tới chừng làm giấy tờ tính đi lên làm bên đây Bình Dương nè, hồ sơ đầy đủ hết trơn rồi, mà rồi tới chừng mất tích mới dòm thấy hồ sơ mới mình hay đó, sao đi lên làm Bình Dương mà không thấy đem hồ sơ lên, gọi liên hệ không được, mấy người kia mới liên hệ sao mới được. Vậy là hai vợ chồng ở không hơn một năm nay rồi, năm ở trong gia đình, trong trời ơi nhà mẹ. Thằng chồng nó bị bệnh, nó bị bệnh phong đó, nó làm hay mệt hay này kia. Mình làm thì tùy theo sức khỏe yếu thì mình làm việc yếu. Còn không làm thì bây giờ lấy tiền đâu mà cơm nước đây. Bây giờ sinh sống cha này đi làm này kia không. Vậy là tất cả tiền bạc trong gia đình đều phải xè tay ra sinh ba mẹ hết. Cái thời điểm mà trước khi mà 12 giờ đêm á, mà con dâu quyết định xách đồ để lên xe, gọi là xe của người lạ đi, để quyết định qua Cam á, thời điểm trước đó là có bàn với gia đình không? Không có, bởi vì mình không hay đấy. Có bàn với bên nhà mẹ vợ không? Không, không có bàn bạc với ai hết trơn. Hai vợ chồng cũng không bàn với nhau luôn. Không có. Con dâu nhà mình thường thường ở nhà là có xài điện thoại nhiều không? Rồi, điện thoại là game không à. Game hả? Thật là điện thoại là game không, lúc ăn lúc nằm là điện thoại, nằm ngủ thôi. Cha mẹ cũng nói hoài, tính là nói nhiều khi cũng nặng lại. Đập bỏ này kia cũng đập bỏ không cho xài nữa, mình nói nó hù cho nó nghỉ. Mình hù con dâu hả? Ờ, hù nó bớt chơi vậy đó. Chơi hoài, mình sợ lỡ đường lẫm lối này kia mình hay la. Gia đình nhà mình là người dân tộc đúng không? Dân tộc, dạ. Con dâu nhà mình có cùng người dân tộc không? Dạ không có. Người kinh. Trời đất ơi, bây giờ mọi chuyện tá hỏa rồi. Có bao giờ mà gia đình nhà mình nghe hoặc thấy được rằng con dâu nhà mình lên mạng xã hội nói chuyện với ai đó không? Không có, để thấy chơi game này, bấm game không. Vậy là bấm tối ngày? Tối ngày. Không có làm gì hết trơn. Con nấu cơm nấu nước được không? Không. Trời đất ơi, có luôn không? Có giặt đồ của nó không, nhưng mà cái này anh nói có thật không? Có. Bởi vì lên đây là em cần chia sẻ đúng sự rồi, thật rồi. Thứ nhất là phải đúng sự thật, thứ hai là không được nói thêm rồi, nói bớt nhá. Vậy là thông tin anh chia sẻ này giờ là đúng sự thật, đúng sự là thật. Không làm gì hết trơn, bấm điện thoại. Và theo như anh này, con gái nhà con dâu nhà mình á, quyết định đi Cam là có phải quen trên mạng xã hội không? Không, không, cái đó không. Quen trên mạng hả chị? Có bạn bè nó rủ nó đấy mà. Việc nhẹ mà lương cao. Việc nhẹ lương cao. Nhẹ lương cao. Trời đất ơi, bây giờ là con trai là đi với vợ luôn này. Chuyện này gia đình nhà mình báo công an chưa? Chưa. Sao mình chưa trình báo công an? Cũng vậy, tại mấy người hàng xóm nói đừng có báo là cũng vậy à. Sao vậy được anh? Anh nói chuyện dần chơi. Mình sống trên đất nước Việt Nam, mình phải tuân thủ luật pháp Việt Nam nhá. Chứ anh không nói vậy được. Nói vậy là em không có đồng ý. Về mình trình báo cơ quan chức năng công an ở địa phương cái sự việc đã xảy ra như vậy. Bởi vì tới giờ phút này hai con của anh đi như vậy biết được như thế nào?
có được an toàn hay không, đúng không ạ? Đúng, đúng. Bây giờ là mình cụ thể là ngày nào tháng nào đây anh? Đêm ngày 26 tháng 8. Ngày 26 ở tháng 8, tháng 7. Tháng 7 nay mới là tháng 8. 26 tháng 7 đêm 26 tháng 7, hiện tại hôm nay là ngày mùng 7 tháng 8 rồi. Trời đất ơi, vậy là 11 ngày trời rồi. Giờ là mình gọi điện cho con là không liên lạc được à? Giờ liên lạc mới được, con kêu chuyển tiền lên. Được không? Không có tiền đâu, chuyển nó không đâu. Không, ý của em nói là anh gọi điện cho hai con của anh có được không? Mới được, nó điện qua thì được, mình điện không? Điện về nói với anh sao? Nói kêu cha ơi, chuyển tiền cho con đi 25 triệu đi, thì con nó đưa con ra tới bến xe Campuchia, nó bỏ con đó. Thành phố Campuchia đó. Con dâu hay là con trai điện về? Con trai. Vậy là con trai anh đang mang trong mình căn bệnh gì đây? Bệnh phong, dịch thực quản. Mà chuyến này đi như vậy nó đi như thế nào đây? Bệnh lắm, không biết sao. Điện lên hai lần rồi, hôm qua cũng điện. Trước giờ là anh có nghe về cái sự việc việc nhẹ lương cao Campuchia chưa? Có, cũng là xem biết tin tức này kia, là bởi vì mới nhắc con đó, con đừng có chơi game, biết chơi game hoài nó hư, con hãy xem tin tức này kia đi, nó đầu óc con xung sáng hơn, còn giảm con game hoài là chết là không được. Là mình nhắc con dâu ha? Con dâu con của cũng vậy, cũng nói. Và lần này con dâu là người chủ động đi chứ không phải là con trai. Con dâu. Nhưng mà chồng ra cản vợ mà cuối cùng là cản không được, chặn đầu xe luôn hả? Mà cuối cùng bây giờ là cả hai người mất tích luôn hả? Và sau khi đã quá cam là gọi điện về cầu cứu cha mẹ là chuộc. Ai, khổ quá, quá khổ luôn. Cách đây ít ngày về trước, khoảng tầm 8-9 ngày, có một cái trường hợp là hai vợ chồng cũng bị lừa quá cam. Nhưng mà khi mà hai vợ chồng thoát thân về được tới Việt Nam thì người vợ lại theo một cái người nhân tình. Nhưng mà tới nay thì người vợ đã quay về rồi. Anh em thì cũng có gọi là hai vợ chồng lên đây để cảm ơn cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Nhưng hai vợ chồng là đang còn sắp xếp chuyện gia đình chưa lên được. Câu chuyện đấy thật sự tất cả mọi người xem đều phải thót tim, rất hồi hộp. Người chồng và người vợ qua đấy, nhưng mà cái phút mà gọi là phút cuối quyết định đánh đổi sinh mạng, người chồng được cướp xe, gọi là xe ô tô bên cam đó, để chạy thoát thân. Nhưng may mắn rằng là về được tới Việt Nam. Nhưng về tới Việt Nam thì lại cái người vợ lại đi theo người tình nhân. Tóm lại là những cô chú anh chị nào mà xem những cái câu chuyện đó thì ai cũng phải hồi hộp và gây cấn. Có người thì tin, có người thì không tin. Nhưng mà tới cái trường hợp gia đình nhà mình lần này thì lại hai vợ chồng, đặc biệt tới giờ phút này lại đang bên cam, mà nguyên nhân chính là người vợ, đúng không ạ? Nó chính là con dâu của gia đình nhà mình, là người xách đồ 12 giờ đêm, xách đồ lên xe 4 chỗ để mà đi làm việc ở cam. Nhưng mà chồng ra cản không được, tới giờ phút này là chồng cùng với vợ luôn. Đó là cái điều rất đáng tiếc. Nếu bây giờ con trai nhà mình gọi điện về để mà cầu cứu gia đình thì gia đình nhà mình có đủ khả năng để cứu hai con về không? Đúng, đúng. Bây giờ cuộc gọi điện thoại đó là nội dung cụ thể là như thế nào? Kêu về, điện về kêu cha là lấy 25 triệu thì chuộc con về. Đặt chuyển khoản hay là chuyển qua đấy? Rồi cha nói không được đâu. Cái tin tức này con không coi, không xem gì hết trơn, con không hiểu, cha là cha hiểu nhất. Chuyển thì không được, phải chuyển thì phải vô ngân hàng. Rồi mình báo trình báo với nhà nước mới được. Có liên quan gì tới vụ việc mình đi này kia, người ta nắm tình hình gì đó. Mới cha chuyển không dám chuyển, không là cha không có tiền đâu chuyển. Vậy là anh đã xem rất nhiều video rồi đúng không ạ? Dạ. Rất nhiều trường hợp chuyển khoản mà con đâu có về được đâu. Anh có, hay á. Có nhắc các con rồi nhưng tiếc rằng các dạ. Con của anh không có nghe ha. Có anh có hỏi thăm hai con có khỏe không? Có hỏi. Nói khỏe, khỏe lắm đó. Không sốt rồi. Mới đây là hôm nó kêu chuyển tiền hai bữa nay nó nói không có làm, không có ăn. Có bị chặn đòn nào chưa? Dạ. Có bị ăn đòn chưa? Nó nói chưa, nó nhốt giờ không cho ăn, nó bị sốt rồi, nói khổ chưa? Thấy khổ chưa? Ở nhà thì ở quê hương Việt Nam mình thiếu gì việc. Rất nhiều công việc mặc dù mức lương nó thấp thôi. Nhưng mà đủ để sống. Nhưng mà so với Campuchia thì Việt Nam mình còn khá giả hơn nhiều nhá. Qua đấy là việc ảo không có thật đâu. Làm gì có chuyện nào mà việc nhẹ lương cao.
Trình độ thì không có, năng lực thì không, mà qua đấy làm gì có chuyện mà tháng 20-30 triệu lấy đâu ra. Ở Việt Nam mình nè, làm tháng mà bây giờ công nhân mới thì 5-6 triệu, 6-7 triệu là mình sống phà phà rồi, sống khỏe rồi, gần cha gần mẹ gần gia đình, tự do, muốn ăn gì ăn, uống gì uống, muốn đi đâu đi, đúng không ạ? Còn qua đấy này gọi là ngục tù, đó là khu tự trị nhá, phải làm việc cho nó vắt chanh bỏ vỏ, kiệt sức lao động thì thôi, làm không được nó tra tấn, tiền thì không được cầm nữa. Thậm chí là qua đấy có người phải bỏ mạng đấy, bên đó nó đâu có tình người đâu. Và qua đấy là gia đình nhà mình có biết là con nhà mình qua đấy để nó bắt ép làm công việc gì không? Biết không? Kiểu bóng máy tính. Công việc cụ thể là đi lừa đảo những người khác, làm một cái công việc gọi là thất đức, một cái công việc mà xã hội ai cũng lên án hết nhá. Tới giờ phút này là hai con của anh chị là thua rồi. Đặc biệt rằng trong cái câu chuyện này là người con dâu chắc có thể là chơi mạng xã hội, như anh chia sẻ, chơi game quá nhiều và lên trang mạng xã hội nhiều quá, bị bạn bè rủ dê lôi cuốn. Khổ thật sự khổ. Bây giờ anh có điều gì, bây giờ sự việc mà đã biết con qua cam rồi, anh lên đây nhờ anh em nữa để làm gì đây? Xin nhờ anh em cầu cứu dùng cho con em được về nhà. Thì bây giờ anh biết được cái thông tin của con của anh là gọi điện về nhà thì anh cứ liên hệ với con anh thôi. Anh nhờ cơ quan chức năng hoặc là mình trực tiếp mình liên hệ xem tình hình như thế nào. Chứ bây giờ quay phim như thế này là mục đích của gia đình nhà mình là gì? Hay là mình không có đủ khả năng để cứu con về, mình nhờ mạnh thường quân giúp hả? Dạ. Phải không? Dạ. Trời đất ơi. Khó khăn hả? Khó khăn, có tài sản, đất nhà có 1.000 m² mà. Nhưng mà anh vừa nói là 25 triệu là anh đủ mà đúng không? Không có, chưa có nữa mà. Chưa có hả? Chạy non kẹt náo đi một kiếm. Bây giờ em nói thật luôn, được lòng trước, thả mất lòng trước còn hơn là mất lòng sau nhá. Cái trường hợp này thì anh em cũng sẽ giúp gia đình nhà mình, bởi vì đó là cái tâm nguyện của gia đình nhà mình. Nhưng em nói thẳng luôn, bởi vì các cô chú anh chị mạnh thường quân cũng phải đi làm mới có tiền, đúng không ạ? Và cái trường hợp này đã cảnh báo rất nhiều rồi, rất nhiều. Mà bây giờ mà cứ ai mà cũng bị con lừa qua cam là về đây để nhờ anh em quay lên để xin tiền cô chú anh chị mạnh thường quân, thì cái điều đó thật sự là khó lắm. Anh em cũng rất khó xử, không giúp thì lại thấy thương gia đình nhà mình, thật sự rất thương. Nhưng mà giúp thì cái hy vọng nó rất thấp, nên mà cái này em không có hy vọng cao đâu nhá. Nên gia đình nhà mình cũng em nói trước để chuẩn bị trước tâm lý, mình cũng đừng hy vọng quá là không phải quay lên cái là cô chú giúp gia đình nhà mình đâu nhá. Nên cái này hy vọng cũng rất thấp, nên gia đình nhà mình tốt nhất là chủ động trước, mình cứ xoay sở đi coi tình hình như thế nào. Bởi vì nếu bây giờ em nói đơn giản như thế này này, để gia đình nhà mình hiểu hơn này, ví dụ đi, con trai ngoan, nguyên im, ngồi im cho chú, ngoan lại, ngoan chú thương, tí chú cho kẹo nhá, được không? Mẹ chú cho cái kẹo này, ngoan này. Đây chú cho kẹo, ngồi im. Cảm ơn chú chưa, xin chú chưa. Rồi ngồi ngoan cho chú để chú làm việc nha. Như này, nếu mà ai cũng trong cái hoàn cảnh mà cứ bị lừa qua cam hoặc cứ đi lên mạng hàm việc nhẹ lương cao, cứ qua đấy đi làm để có nhiều tiền rồi bị sập bẫy, cái không có tiền cái lên đây nhờ anh em đi quay xin tiền cô chú chị mạnh thường quân đâu được, đúng không ạ? Không anh ạ, mặc dù những cái lời nói của em nó có thể khiến cho gia đình nhà mình buồn đấy, nhưng mà đó là sự thật. Nên mong rằng gia đình nhà mình về chủ động đi nhá, tốt nhất mình chủ động. Còn cái này thì em cũng hy vọng rằng là có cô chú anh chị nào đó thương tình gia đình nhà mình giúp đỡ được, đó là cái điều quý giá. Cái này đáng trách là trách con của anh, thật sự đáng trách, cái này là cả rồi. Đặc biệt anh là người xem thông tin tin tức rất nhiều, anh có truyền tải rồi, nhưng mà rất tiếc rằng là các con của anh không nghe, đặc biệt là con dâu. Em không tưởng tượng được một cái câu chuyện, một cái gia đình mà tại sao mà lập gia đình rồi mà cả hai vợ chồng ăn với ở không, mà trong khi đó là có con rồi hơn một năm trời, thì em không thể hình dung ra được như thế nào. Rồi tiền ăn, tiền uống, tiền sửa sùng của con đâu, tiền sinh hoạt hàng ngày đâu. Vậy là mọi chi tiêu đều ngửa tay ra xin tiền ba mẹ. Là bên nhà chị, là bên bà ngoại có trợ giúp gì không? Sửa người con. Trời đất ơi, vậy là con cái sức dài vai rộng thanh niên mà cứ
Bây giờ là cứ xè tay ra xin tiền ba mẹ cả hai bên vậy hả? Em thật sự khi nghe câu khi nghe cái câu chuyện này thật sự bản thân em khó chịu vô cùng. Em không chấp nhận được. Thanh niên tuổi trẻ mình phải phấn đấu chứ lại làm gì có chuyện ăn ở không ở nhà chơi game. Nghe nói thôi là em không chịu được rồi, không chấp nhận được rồi, đúng không ạ? Theo như chị này, đây là con dâu à, con gái ruột của chị. Như vậy thì mình cảm thấy mình chịu được không? Đúng không ạ? Nó cũng tính ra đi làm đó rồi mà. Mình đi ra ngoài đời, ngoài đường đi. Mình thấy những em bé thật thì cũng đi làm mặt nhặt ít ít vậy thôi. Dạ, mình đi ra ngoài đời, ngoài đường đi. Mình thấy những em bé thật sự rất thương. Mới có 8 tuổi à, 12 tuổi à, đâu được đi học, đi hành đâu. Phải cầm những cái tờ vé số á, đi bán dạo ngoài đường á. Rồi là những cô chú anh chị lớn tuổi bị khuyết tật á, họ phải ngồi xe lăn. Thậm chí là họ phải chống nạng, họ đi những cái cô chú mà bị tai biến á, mà chưa phục hồi hết á, cũng phải đi bán được tờ vé số để người ta lo toan cuộc sống. Nhưng mà tiếc rằng là con nhà mình thì cái này thì em không trách móc, bởi vì em trách móc em chẳng được cái gì cả. Mà trách móc thì thêm thì gia đình nhà mình đã buồn em thêm, thôi em không đi sâu nữa. Nhưng mà em vẫn cảm thấy khó chịu, nói chung là khó chịu vậy ạ. Bây giờ trên video này anh hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với hai con của anh. Hy vọng hai con anh xem được video này. Đúng thật nếu mà bên Cam thì phải liên hệ về cho gia đình, để gia đình có cách có hướng để cứu hai con anh về. Anh nói đi. Anh nói với con dâu với con trai đi. Hai con bây giờ hiện tại nếu mà thật sự qua Cam thì phải gửi vị trí định vị về. Và như thế nào, cách hướng như thế nào để mà cho biết gia đình biết cách biết hướng để cứu hai con về. Anh nói đi. Xin nói lời con, hai đứa con ở Cam, ở bên Cam á, có điều gì con nhắn về tình hình sao cho cha mẹ biết, liên hệ cái đường lối con đi sai đường nào, con dạy dìu dắt cha mẹ, nhắc cho cha mẹ biết đường, cha mẹ kiếm giúp đỡ con, đem con sang về Việt Nam mình. Khổ quá. Thường thường ở nhà là anh chị là ai là người tâm sự với hai con nhiều nhất? Chị ha. Con dâu thời gian gần đây có hay tâm sự với chị không, cũng như con trai? Dạ thì cơm nước rồi thì nói chuyện cho đi đám đi này gì, nói chuyện chung vậy, rồi gì thì chọc nhỏ gì nè, chơi rồi là rồi đó. Anh chị là được mấy người con? Ba. Con trai út đây hả? Thứ hai á. Đây cơ mà, bé nhỏ đây nè. Mình đẻ trễ vậy hả? Con trai này là con trai trưởng chưa? Cái em mà đi qua Cam này. Con trai trưởng rồi thì kế tiếp là trai hay gái? Trai luôn. Ba trai ha. Khổ quá, hai vợ chồng ở dưới quê mình làm gì? Mình làm nông hay là... Làm ruộng á, bây giờ ruộng ta mướn lên Cam hết. Có công rưỡi là làm mấy mét nhiêu. Công rưỡi là của nhà mình, còn nhiêu là mình đi làm thuê cho họ. Mức thu nhập hàng tháng là một tháng là mình được bao nhiêu? Đủ ăn không? Em hỏi thật. Đủ ăn. Đủ ăn nhưng mà ăn hạt thì đúng không ạ? Đúng. Phải bệnh nhiều nó bệnh không có làm. Em chưa cần tính đến chuyện bệnh. Bây giờ em tính đơn giản thôi. Bây giờ anh chị làm ở quê làm ruộng thì em nói thật, thu nhập giỏi lắm, một người được 5-6 triệu là cao. Được không? Không được. Hai vợ chồng được 10 triệu không? Không được luôn. Vậy là được 7-8 triệu. Có đứa nhỏ không có làm, không có tiền vô. Vậy thì em nói thật, đủ ăn là may lắm rồi á, không phải âm nợ. Nào là nuôi con trai con dâu, rồi là nuôi cháu ngoại cháu nội, đúng không ạ? Giờ lại nuôi thêm con nhà mình là con nhỏ xíu đây nữa. Tiền ăn, tiền uống, tiền sửa, chưa tính trẻ con là phải có bệnh tật rồi. Trẻ con là không bao giờ thoát khỏi cảnh ốm đau được. Nay ho mai sổ mũi, mai sốt. Giờ lại gặp một cái chuyện này nữa thì thật sự đó là cái điều thật sự đáng buồn. Cái này là anh em cảnh giác rất nhiều rồi, đâu có phải là không cảnh giác đâu. Rất nhiều các trang truyền thông báo chí là tuyên truyền cảnh giác rồi. Việc nhẹ lương cao không có thật đâu, đừng có mơ. Không làm mà đòi có ăn. Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có mà ăn, ăn cái gì gia đình nhà mình biết không? Còn nít nha, rồi con dâu á, người đó có bạn bên Long An á, chịu đi làm, đi chỉ là ngồi bấm máy tính là tháng 20 triệu. Sướng nhỉ, sướng không? Bấm máy tính tháng 20 triệu. Nhắn gì cho chị hai em á, chị
Bạn đó là trai hay gái? Gái đó, chị ruột. Không, ý là cái bạn mà rủ con dâu nhà mình là trai hay gái? Bạn gái, nói gái. Con trai, chú cho kẹo rồi thì phải ngoan chứ. Nào. Ở nhà gia đình ai cũng nói trời ơi nghe người ta rồi không làm mà đòi có ăn gì con. Ở nhà mình không làm thì cha mẹ la la vậy mà mình có cơm ăn này nọ. Chị Xui cũng nhắc mà tại mới đủ tuổi 15 mà ở 18 nha chị Xui. Con dâu á mới đủ nè. Dạy đó là chuyển ca mày là hồi lúc nó 13, 14, 15 tuổi là dạy. Dạy dữ lắm. Dạy không? Con dâu nhà mình ngoan không? À con gái nhà mình ngoan không? Nó cũng được. Được thôi chứ chưa ngoan đâu. Chứ chị mà nói ngoan là em sốc tại chỗ luôn ạ. Nha. Không làm mà đòi có ăn thì thầy Huấn nói rồi. Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có mà ăn cái đó thôi. Chứ không mà chơi game nhiều vậy. Tới chừng mình la ghét đi đám gì thấy con vậy nè. Nói nha. Con bấm điện thoại hoài vậy con. Game hoài vậy con. Không có coi cái gì mà con ngồi bấm hoài vậy. Không có việc gì mình đi chơi vòng vòng nhà bác hai. Nhà cô Năm này ở đi. Hai vợ chồng cái nằm giọng cái nằm giường đi la hoài mà. Vậy ăn đi ở nhà bấm điện thoại. Sướng hả? Quá sướng. Sướng thật luôn ạ. Nó bệnh thằng con trai thì nó bệnh. Nó ngực nó giật không à. Lên cơn là giật đúng không? Bệnh á rồi nó đi nó nói rồi đi tới rồi mới nói đi làm cam. Vợ mới nói vậy ủa tao không cho anh đi theo đâu chứ vậy đó hồi sao đâu có kêu mày đi đâu tao đi theo bạn bè tao mà. Vợ hả? Dạ, vợ đó, nhắn gì với bác hai với cậu chú Út chú gì nó vậy đó. Trước kia thì hai vợ chồng nhà mình, hai vợ chồng con dâu, con trai và con dâu nhà mình đã từng bỏ nhà đi cái tình trạng này bao giờ chưa? Không. Chưa. Đi qua bên chị Xui là nói là đi từng hay từng hoặc nghĩa là gì vậy đó, hai vợ chồng gì vậy? Bấm máy tính, trình độ không có. Dạ. Con dâu nhà, con gái nhà mình học hành hết lớp mấy đây chị? Lớp 8. Trình độ lớp 8, ở đâu ra bấm máy tính ngồi phòng lạnh tháng lấy 20. Dạ. Nói bạn kia gì đó, bạn nói gì đó. Ảo thật, nhiều cái chuyện. Thật sự rất buồn. Rồi chung là do bạn nó dụ, bạn nó là giật nhẹ cao. Không đổ thừa, cái này mình không đổ thừa ai hết. Tất cả do bản thân mình thôi nhá. Kể cả cái chuyện mà trai gái, vợ chồng mà ngoại tình, cứ đổ thừa người này dụ người kia dụ. Mình không chịu ai dụ được mình. Đừng có đổ thừa. Nhiều cái hoàn cảnh lên đây cũng vậy. Hỏi sao không cho con đi học? Gia đình hoàn cảnh khó khăn, đừng có đổ thừa cho hoàn cảnh khó khăn. Hoàn cảnh khó khăn thì mình đẻ ít thôi. Đẻ gì mà năm sau đứa rồi đổ thừa hoàn cảnh khó khăn, không cho con đi học. Không chấp nhận cái chuyện đó. Bây giờ chị là một người mẹ, thứ nhất là mẹ ruột, thứ hai là mẹ chồng. Chị hãy nói một cái điều tình cảm nhất với hai con của mình đi. Hai con ở đâu đó thật sự tới giờ phút này. Nếu thật sự bên cam thì phải gửi vị trí cũng như là tìm đủ mọi cách để gia đình có cách có hướng để cứu hai con về. Chị cũng nhắn tin cho hoài đó, nói là tụi con muốn về mẹ ơi mà gì không được. Nói gì đó rồi mới nói gửi tiền cho con đi, một người là 25 triệu ăn con gì. Rồi mới trả lời nói mẹ con ở hàng ngày con cũng biết mà cha mẹ đâu có ngày tháng nào đâu có vô tiền đâu ra không à. Có nhỏ nữa rồi đâu có đi làm được ở đâu đâu. Cha mẹ ở, dạ. Bây giờ cha mẹ đang còng lưng đây này. Dạ. Hôm nay phải bỏ hết công ăn việc làm về tìm hai con. Rồi ăn uống không được nữa. Rồi bức con xúc thật. Ở bệnh con cũng tội nghiệp không. Nếu mà con thật sự ở bên cam á, con gửi vị trí đi cho vậy đi. Gửi vị trí cho đang làm máy tính gì nè, con gửi gì cho con gì đó, cho xem. Thì đó. Chắc chắn con nó phải làm rồi, dạ. Nó đào tạo cho làm, nó bắt lừa những người khác thế thôi. Qua đây làm không được việc nha, nó cho thấy cảnh luôn. Nha, roi điện nè, tạch 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 nè. Rồi là cái thùng nước nè, đầu là trụng xuống dưới nè, trong phòng tối nè, nó không cho ăn nè. Thậm chí có những người qua đấy, gia đình phải qua mang hài cốt về. Em nói nghiêm túc đấy, chứ không phải là em đang hù dọa gì đâu. Đó là sự thật. Khổ quá. Con trai á. Chị là một người mẹ ruột, một người mẹ vợ cũng như là một người mẹ ruột, chị có điều gì chị muốn chia sẻ không? Mẹ thì mẹ cũng mong hai con. Hôm nay con mà ở đi đâu thì gửi cái vị trí đó về cho cha mẹ. Hoặc cái nói chuyện là phải nói thật, thật lòng. Để bên này tay mẹ yên tâm. Thì có thể có gia đình đó thì bây giờ không có điều kiện để trước hai con. Bây giờ gia đình nhà chị là có khả năng để phụ giúp cùng với lại
gọi là hai gia đình Suja có khả năng phụ giúp để mà cứu hai con về không? Giờ số tiền lớn thì không có khả năng để hết khả năng là đúng không ạ? Nói chung là gia đình cũng nghèo. Này là ăn con thì không đủ ăn. Cái này em phải gọi là hai đứa này là hai đứa con này là con báo rồi. Chắc nhất là vẫn là con gái của chị ấy. Em nói thật nghiêm túc ấy. Cái này em không có bênh vực ai hết, nhưng mà chắc nhất là vẫn là con gái của chị. Nếu con gái của chị không có đi qua đấy thì làm sao có chuyện bây giờ cả con rể đi qua đấy, đúng không ạ? Người đuổi gì đi, đừng có sao cản đâu mà không được, đúng không? Còn đi được hai mấy đêm nè mới điện nhắn tin anh nói à, con về đi. Rồi nó nói con bỏ vợ con ở bên đó, mình ơn con tội nghiệp, con gì không được mẹ ơi, nó gì đó. Dạ rồi, cái sự việc của gia đình nhà mình thì anh em đội hiệp sĩ và Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức làm đúng với cái tâm nguyện của gia đình nhà mình. Thật sự cái câu chuyện này khi mà anh chị gia đình nhà mình lên đây, anh em đã tư vấn rồi, nhưng mà gia đình nhà mình vẫn năn nỉ anh em nhờ quay để đăng lên để nhờ tất cả cô chú anh chị mạnh thường quân giúp đỡ, đúng không ạ? Thì anh em làm đúng với tâm nguyện, còn cô chú anh chị giúp đỡ được hay không là việc của cô chú anh chị mạnh thường quân nhá. Anh em không dám hứa, bởi vì cái chuyện này là anh em thật sự không thể hứa được, bởi vì cái phần trăm nó rất thấp, thì làm theo đúng tâm nguyện thôi nhá. Thì hôm nay gia đình nhà mình về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội, với mục đích chính là, em nói thật luôn nhá, nói thẳng luôn nhá, là xin tiền cô chú anh chị mạnh thường quân để mà chuộc cứu con em nhà mình về, đúng không ạ? Thì gia đình nhà mình có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để cứu con mình về không? Có. Chị đồng ý không ạ? Dạ, đồng ý. Và toàn bộ thông tin gia đình nhà mình vừa chia sẻ có đúng với sự thật không ạ? Dạ, đúng. Nếu sai, sai gia đình nhà mình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nha. Tội nghiệp cháu nội nữa, nhỏ gì mà đi bỏ được á. Cái này để mà nó trách thì trách nhiều lắm. Trách từ giờ đến sáng mai chưa hết trách. Nhưng mà thôi, dạ, mọi chuyện đã lỡ rồi. Con dại thì cái mang. Hy vọng đó cũng là một cái bài học. Xong mong rằng là ngày mà hai đứa con trở về, nó cũng rút ra một cái điều kinh nghiệm cho cuộc sống để nó phấn đấu hơn, nó cảnh giác hơn. Và đặc biệt đây cũng là một cái bài học thực tế để lan tỏa, truyền tải thông điệp tới tất cả mọi người. Đặc biệt rằng là các bạn trẻ hãy xem video này, nhìn nhận vào video này để mà tránh né cái tình trạng hiện nay là sập bẫy việc nhẹ lương cao rất nhiều. Cuối video, em xin chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe. Và cái điều đặc biệt là hai con của gia đình nhà mình sớm quay trở về một ngày gần nhất và an toàn nhất. Hy vọng là có cô chú anh chị mạnh thường quân trong cũng như ngoài nước thương tình giúp đỡ gia đình nhà mình nhá. Em xin phép chào gia đình nhà mình, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.